lực nhân quả thật là cao diễn ơi, suốt cổ kim chẳng lọt một ai ơi. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại thanh cũng như đại vũ trong gia đình, kính thưa tất cả quý cô bác anh chị em đồng đạo có mặt kính mến, kính thưa quý vị, thì hôm nay cũng chiều ngày 24 tháng 4 năm Quý Mão, chúng ta trở về đây để gặp gỡ cùng nhau trong cái hội trường đạo đức. Kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta hết sức là khổ cực vì lòng từ bi thương yêu chúng sanh, không nại vì sự khó khăn lâm phàm để cứu độ mình. Ngài nói: nhìn dân châu lỵ ủ ê, biết sao chút hết gánh về ta mang. Mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bớt đợi chờ trông. Và Ngài còn nói: dù cho phải gặp ngàn cay đắng, cũng nguyện đạo màu sẽ trắng hưng. Hai quà, dù cho xây chuyển đất trời, lòng ta chí dốc độ đời mà thôi. Cái lòng từ bi của Ngài đó không thể diễn tả được. Ngài thể nguyện rằng bể chầm lưng khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về để thanh tịnh. Sáu đàn có nghĩa là sáu đường trong cái dòng luân hồi này: trời, thần, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Chừng nào sáu đường này không còn một người nào la lết trong dòng luân hồi này nữa, Đức Thầy chúng ta mới trở về nơi cái chỗ an tịnh. Vì biết chừng nào mới hết quý vị, không thể nào hết được chúng sanh. Cho nên chính vì thế đó mà cái bổn nguyện của Đức Thầy rất là lớn lao. Đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Cho nên hôm nay chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là đệ tử của Đức Thầy. Đức Thầy chúng ta xa vắng, chúng ta ở quê nhà, chúng ta làm cái gì đây? Một là chúng ta phải lo tu, hai là chúng ta phải lo học giáo lý của Ngài, ba chúng ta đem giáo lý của Ngài để mà truyền bá. Tu tập cho mình, còn phải học hỏi giáo lý, đem giáo lý của Đức Thầy để truyền bá, để cho mọi người biết được cái đạo của Thầy đã họ tu. Nhất là cái điểm chỗ này đây, nghe nói đâu là cũng mở cái chương trình học đạo, học giáo lý của Đức Thầy. Chỗ nào mà có mở chương trình học giáo lý Đức Thầy, nhất định chỗ đó có người, có người tu chân chính. Vì học đạo đó, học giáo lý Đức Thầy đó, là một cái kim châm, là một cái địa bàn, là một cái kim chỉ nam để dẫn đường mình đi đến chỗ chân chính. Chỗ nào có học đạo, chỗ đó có cái bậc tu chân chính. Nó ngộ vậy đó. Tại vì học đạo, đi làm từ thiện, tất cả những việc tu hành của mình thì không ngoài cái đường lối Đức Thầy chỉ dạy. Mà chúng ta không học giáo lý Đức Thầy thì không biết đường đâu mà tu. Đức Thầy nói: khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba, chở chân cho kịp long qua, long qua có mặt, ấy là hiền nhân. Vậy thì khá chí tâm học hành kinh sám là phải học kinh cho nó nhiều, như vậy mới thoát nơi miền hắc ám phong ba. Phong ba là gì? Phong ba là có nghĩa là cái màn mưa gió bão bùng, trời tối đen không thấy rõ, ý chỉ cho cái sự vô minh tâm tối, vô minh của mình. Nhờ học đạo, nhờ học giảng mà chúng ta đánh được cái tâm vô minh, mà chúng ta được có trí huệ sáng suốt, nhận thức đâu đó rõ ràng.
lời châu ngọc phiên ai để dạ, nay gặp người quái lạ tỏ phân. Người quái lạ là gì quý vị? Người quái lạ đó là người lạ lùng, cũng không phải tiên, cũng không phải là tục. Vậy thì người này là Phật, thầy chúng ta là Phật, cho nên nay gặp người quái lạ tỏ phân, không phải người cũng không phải là tiên, mà chính là ông Phật đem cái lời lành, lời phải Phật Pháp, rút tỉa trong Phật Pháp để dạy cho mình. Nó quý báu như vậy thì gọi là lời châu ngọc. Vậy thì giáo lý Đức Thầy là lời châu ngọc. Học được một câu đem vô là chính là đem châu ngọc vào trong lòng của mình. Học nhiều câu, học nhiều bài đem vô chính là cái châu ngọc đem vô. Đó, Phật Pháp đem vô nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Thì hôm nay trong cái chương trình này được tất cả chư quý vị đồng đạo cũng đặt để cho tôi làm cái bổn phận là bàn bạc qua cái sự giáo lý của Đức Thầy, cái phần nghi vấn nêu lên câu giảng của Đức Thầy, tôi cũng nương theo đó mà trình bày. Vì cũng có chỗ nào còn thiếu sót, cũng mong tất cả quý vị cũng quan hỷ cho. Kính thưa quý vị, thánh ý ưu thâm, phàm tâm nan đắc. Lời của Phật Thánh cao siêu, ý của phàm tâm khó mà đo đạt được. Bất đơn sơn, bất chi thiên chi cao, bất lâm khê, bất chi địa chi hậu, bất văn chi đạo, bất chi học vấn chi đại. Tại sao vậy? Không lên núi không biết trời cao, không xuống khe không biết bùn lầy, không học đạo không biết sự học vấn là lớn. Học vấn ở đây đó, học vấn chi đạo vô tha cầu kỳ phóng tâm như dị hỷ. Học đạo để đem là tìm lại cái lương tâm thất lạc của mình, nó đã mất từ xưa. Học đạo là cái cốt yếu là đem tìm lại cái Phật tánh của mình, tìm lại cái chân tâm Phật tánh của mình. Cho nên thôi giờ đó, thời gian lời nói đầu đến đây xin tạm dừng, để chúng ta đi vào chương trình trao đổi đạo đức hôm nay. Được đồng đạo nêu lên bốn câu giảng của Đức Thầy, bốn câu giảng của Đức Thầy. Chừng nào thấy được cơ đồ, nhân vô diễn lự gia vô nhân đình, đến đây thấy cảnh sanh tình, lòng son đòi đoạn công trình giải phiên. Bốn câu giảng này nằm trong bài Diễn làng Phú An Châu Đốc. Bài này Đức Thầy viết ngày 23 tháng Giêng năm Canh Thìn, viết tại nhà ông Hương Hầu Phỉ. Bài này 74 câu. Thôi giờ chúng ta chia ra 4 câu để chúng ta bàn khởi đầu trong cái giờ này. Chừng nào thấy được cơ đồ, có nghĩa là quý vị biết chừng nào. Chừng nào là giai đoạn nào đấy? Thì giai đoạn sắp tới đây, thời gian sắp tới đây thì gọi là chừng nào. Chừng nào là cái câu khẳng không khẳng định, là cái cuộc sắp tới đây, cái việc sắp tới đây, là chỉ cái con đường sắp tới thì gọi là chừng nào. Thì yếu nói là không biết giờ nào đây, ngày mai ngày mốt chúng ta cũng không biết được. Vậy thì Đức Thầy muốn nói rằng là ngày mai ngày mốt cái cuộc đời sắp tới đây nó sẽ có một cái sự việc rất là lớn lao mà người tu mới nhìn thấy được. Gọi là chừng nào thấy được. Thấy được có nghĩa là nhìn được, xem được, coi được. Mà cơ đồ, cơ đồ là gì? Cơ đồ là cái sự nghiệp, sản nghiệp. Mà sản nghiệp đó đó là cái cảnh đời thượng cổ, cái cảnh đời của vua Minh Dương ở trong cái vùng bảy núi đó, ở trong đó nó có cái sản nghiệp của vua Minh Dương. Mà cái người tu mới thấy được, còn cái người không tu là không thấy được. Quý vị coi chừng nào dỡ tung lớp đá ra cái tự nhiên chúng ta thấy à, thấy hết trơn trong đó. Vậy thì chừng nào thấy được cơ đồ, lấy nói là cái cơ đồ là cái sản nghiệp của vua Minh Dương, là cái cảnh tiên, cảnh đời thượng cổ ở trong đó. Thì khi mà chúng ta tu tập có cái công hạnh tu tập, thì ngày mai này đến cái giờ đó chúng ta được Phật Thầy đưa mình vô đó để mà gặp, nhất định là như vậy. Vậy thì ngày mai này gắng tu đi, gắng đợi đi quý vị, không biết ngày nào nha, nhưng mà chắc ăn là phải có, một ngày gần đây phải có. Vậy thì chừng nào thấy được cơ đồ là Đức Thầy muốn nói rằng người tu đợi đi, chờ đợi đi, ráng lo tu đi, một ngày kia sẽ thấy được cái cảnh đời thượng cổ, thấy được cái sản nghiệp của vua Minh Dương. Cái thứ hai, gắng tu gắng lo niệm Phật đi, ngày mai này khi chúng ta bỏ sắc thân giả tạm, mà chúng ta thấy cái sản nghiệp ở bên cảnh giới cực lạc. Vì bên bển nó đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, toàn là bảy báu, không không có cái gì giả tạm như cõi đời này hết. Bển toàn là bảy báu, sống bằng là cái hào quang của Đức Phật A Di Đà không, vô lượng vô biên cái cuộc sống, sống hạnh phúc, sống an vui, cuộc y thực muốn chi đủ thứ, đó cũng là cái sản nghiệp của người tu.
Thôi giờ bây giờ trở lại nói cái đời thượng cổ, thì nguyên cái đoạn này thầy nói đời thượng cổ chứ không có nói về cực lạc, nhưng mà chúng ta phụ thêm một chút thôi. Vì câu thứ nhất đã qua, tới câu thứ hai. Nhân vô diễn lự, gia vô nhân đình. Nguyên cái câu này toàn là chữ Nho không. Vậy thì nhân vô diễn lự, chữ nhân là người, mà chữ vô là không. Vậy thì nhân vô là cái người không có lo, cái người không có lo. Diễn lự, chữ diễn là xa, mà chữ lự là lo. Vậy thì nhân vô diễn lự là cái người không có lo xa, thấy gần mà không có lo xa. Thấy gần là thấy cái gì? Thấy sự nghiệp, thấy tiền bạc, thấy nhà cửa, thấy ruộng vườn, thấy con vợ, thấy tại ở đây, mà không thấy cái xa của cảnh đời thượng quân thánh đức như thế nào, không thấy cái tương lai mình nó như thế nào. Cho nên chính đó mà không có lo xa. Vậy thì nhân vô diễn lự là đây là chỉ cho cái người không tu, chỉ cho cái người không tu không lo xa. Còn cái người tu lo xa nha, lo xa dữ lắm. Tôi lo tương lai sắp tới như thế nào là cái nọ, đây ta chuẩn bị ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành ở đây. Vậy thì ngày mai là ta biết cái quen quả nó như thế nào. Nhân tạo đây thì quả nó sẽ được an vui. Còn ngang người tu là cái người lo xa, còn cái người không tu là cái người không lo xa. Vậy thì chỗ này thầy nói là nhân vô diễn lự là cái người không có lo xa, mà gia vô nhân đình, chữ gia là nhà, mà chữ vô là không, mà chữ nhân là người, mà chữ đình là ở. Vậy thì sau này cái cuộc đời đó khi nó đến rồi đó, nhà không người ở, ruộng không người làm, lộ không người đi, cái cảnh chết chóc nó chia lìa dữ tợn lắm. Sau này đó là nhà không người ở, đường không người đi, ruộng không người làm, sau này đó đến cái cảnh đó. Cho nên chính đó mà nhân vô diễn lự là không có lo xa, không có chịu tu, thì sau này đó cái cảnh đó đó là nhà không người ở, ruộng không người làm, rồi đường không người đi, khổ sở chết chóc vô số, 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra tới bình. Thầy nói cuộc đời càng gắt lại càng gai, gặt mái thiên cơ chẳng dám bài, gắn núp biết coi dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay, đông tây trộn rộn trời che sát, nam bắc ê hề đất trở thay, nhân vật 10 phần hao 7 8, thần tiên thấy gì cũng trong mày. 10 phần còn có 7 8, hết chân 7 8 mà còn có 2 có 3. Nói vậy là người tu mới còn, còn không tu là không còn. Thôi giờ tới câu thứ ba. Đến đây thấy cảnh sanh tình. Đến đây là đến đâu? Đến đây là đến tại làng Phú An Châu Đốc, tại Nhọng Hương Hầu Phỉ, vì ở đó đó gần vùng bảy núi. Đến đây thấy cảnh sanh tình là Đức Thầy tới, tới tại làng Phú An Châu Đốc Nhọng Hương Hầu Phỉ, viết bài này ngày 23 tháng Giêng. Nhìn thấy cái cảnh đó thầy mới sanh tình. Sanh tình ấy là thấy cảnh mà làm thơ. Đến đây thấy cảnh sanh tình là thấy cảnh mà xuất phát để làm thơ. Nhìn cái vùng bảy núi, thấy sau này cái tương lai như thế nào đó, Đức Thầy mới xuất cảnh để làm thơ, làm viết cái bài này 74 câu. Đến đây thấy cảnh sanh tình, lòng son đòi đoạn công trình dạy phiên. Lòng son là gì? Lòng son là cái chữ son đó là cái màu đỏ, mà lòng là cái tấm lòng, là cái tâm. Lòng son ở đây là chỉ cho cái lòng của Đức Thầy. Cái lòng của Đức Thầy là cái lòng tốt đẹp, cái lòng thương yêu chúng sinh, cái lòng của ông Phật, nghĩ đến tất cả mọi người mà Thầy mới lâm phàm xuống đây để cứu độ mình, thì gọi là cái lòng son. Lòng son đòi đoạn. Đòi đoạn là gì? Chữ đòi là học theo. Học theo cái hạnh của Đức Phật Thích Ca, học theo cái hạnh của các chư Bồ Tát, học theo cái hạnh của các cổ nhân ngày xưa cứu đời. Hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng noi theo cái chí hướng đó. Cho nên Đức Thầy mới nói băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiên bút lựng bàn tục tiên. Đó. Vậy thì băng tâm là gì? Băng tâm là cái lòng của Thầy trong sạch. Cái lòng của Thầy không có một miếng nào bẩn nhơ. Lòng của Thầy cũng như là băng. Chứ băng là tiết ở trên trời rơi xuống, không có một chút bẩn nhơ. Ý nó là cái lòng của Thầy là lòng của ông Phật, tâm của ông Phật. Vậy thì băng tâm mà ngẫu hứng. Ngẫu hứng nghĩa là cái lúc nó đang hứng ngẫu để mà làm thơ xuất cảnh để mà viết cái quyển năm. Mà thừa nhàn là rảnh rỗi. Vì hôm nay Đức Thầy nói là lòng son đòi đoạn. Chữ đòi là học đòi theo. Đoạn là một khúc, một cái giai đoạn nào đó. Mà công trình giải phiên, công trình là cái nghĩa là cái sự ra công để mà làm cái công việc đó cho nó thành công, thì gọi là công trình. Muốn làm sự việc nó thành công, sự việc đó là sự việc truyền đạo, sự việc đó là sự việc cứu đời, sự việc đó là để lập đời thượng cổ, đưa người vào đời thượng cổ, sự việc đó để đưa con người về cực lạc để hết khổ.
Đó là cái công việc truyền đạo của Đức Thầy. Nó thì gọi là lòng sơn đồi đoạn mà công trình giải phiên. Cái công trình là công trình cực khổ. Đức Thầy dạy đạo 7 năm, 10 tháng, 7 ngày, không biết bao nhiêu cái cảnh nghịch. Nào là nhà nho thử thách, nào là các sư ngoại đạo ganh ghét Đức Thầy, nào là người Pháp á, đàn áp Đức Thầy, nào những người theo Pháp, theo dõi Đức Thầy làm đủ cách hết trơn. Nhưng mà Đức Thầy vẫn như nhiên, càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Thôi giờ đến đây xin tạm dừng. Nam Mô A Di Đà Phật.